Rồi, tao chưa. Tao chưa là gì? À, tuần sau. Tuần sau. Chi rồi. Chia ra là tháng 7. Chi đan tay. Tuần tháng trước. Orin mi nay. Ngày trẻ em. Trang số. Trang số là địa điểm. PC bang. Phòng chat. Un trong hai đà. Tập thể dục thể thao. Xin vui đưa bản đà. Gặp bạn bè. Cần lâu trai em ai. Ngày quốc tế lao động. Xét cơ lý là. Đọc sách. Ok. Hôm qua. Đi rồi. Tháng 1. Đi rồi. Tháng 2. Đi rồi. Tháng 8. Coffee shop. Quán cà phê. Okay, chắc chắn. Ngày sinh ra nước nào? Camille Choi. Sinh trong là ngày độc lập. Soi ai? Tết âm lịch. Hoàng Úc Choi. Ngày giải phóng. Quang phục là ngày không? Không quên. Công viên. Party. Tám ngày. Thôi. Năm ngày. Hôm chú đi. Hôm chú đi là ngày thương binh liệt sĩ. Cô yên. Chín ngày. Bách khoa job. Cửa hàng bách hóa. Yul. Tháng sáu. Sour. Tháng tư. Christmas. Ngày Giáng sinh. Sai. 4 ngày. Vô yên. Là thứ. Vô yên. Là 6 ngày. Giống hoa quan. Là chiếu phim. Chi đang chưa. Tuần trước. Vô đen. Năm nay. Spiral rồi, đúng rồi, Spiral. Tháng 11. Không qua ta. Học. Spiral, à Siri. Siri, 7 ngày. Forward. À, tháng 5. Spiral. 10 ngày. Tông chắc. Chất hành động. Đô đây ba. Phòng karaoke. Chu sóc. Trung thu. Xoa trong. Hiệu sách. Ê cho. Ở tại. Chu mai. Chu mai. Cuối tuần. Quân. Là tháng 9. Sa mê. 3 ngày. World. Tháng. Shopping hả ta. Đi shopping. Million. Sang năm. Xin chào. Xin chào. Tết dương lịch. Bon chu. Tuần này. Đô rê hà ta. Là hát. Chi ta. Nghỉ ngơi. Tổ sơ quan. Thư viện. Chu chu.
Ngày trong tuần, trong tuần. Ngày trong tuần. Game hả ta? Chơi game. Chơi game. Đúng chứ cơ mà tên ta. Ăn chích. Nấu thức ăn. Nấu thức ăn. Samol. Xem tháng 3 Tháng 3. Nam cha. là ngày Ngày. Ngày. Dầu hoa đưa vô ta. Đối với những cái từ mà này ở rồi được rồi chọn đi. xem phim. Xem phim. Hàn Quốc vào được công vua ta. Tiếng Học tiếng Hàn san sát hai ta. Hàn đi dạo Sắc ca thanh xin đi. ngày lễ Phật bản Đi bàn tay. đi tháng này 9 ngày. Ở y bàn tay là tháng này. tháng Sip đi. City tháng 12 Tháng 12. Order. hôm nay Hôm nay. Hakuna. ngày ngày chữ Hàn Quốc Ngày chữ Hàn Quốc. In. hôm nay In. hai ngày Chào nhân. năm ngoái Năm ngoái tam tai. tháng sau Tháng sau. Đi đi. một ngày Một ngày. Nghe in. ngày mai Ngày mai. See you. tháng 10 Tháng 10. Tháng tốt lắm. Nãy giờ không bị từ nào hả? dạ không